Hello, xin chào anh em. Quý hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh quán xe tải cũ của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video so sánh cho anh em ba cái mẫu xe tải nhẹ K2007 mắt mèo, Kia K3000 và H100 của Hyundai. Ba cái mẫu xe này là trong phân khúc xe tải cũ đang rất là hot, và mình muốn làm một cái so sánh nhẹ cho anh em để anh em thấy sự khác biệt của ba cái mẫu xe này lên những ưu điểm và nhược điểm. Thì ba cái mẫu xe Kia K2007, Kia K3000 đó và Hyundai H100 Boxer nó thuộc phân khúc tải là 1 tấn đến 1 tấn 4 đó. Nên ba dòng này là thuộc phân khúc từ 1 tấn đến 1 tấn 4 đó. Và thùng dài từ 3m cho đến 3m4 đó. Đó là những cái mà mình muốn so sánh cho anh em dễ biết lên ưu điểm và nhược điểm. Đầu tiên mình có cái dòng K2007 anh em, thì nó đầu cabin phía trước của nó là dùng khuột thôi, không có nhíp nha anh em, dùng khuột và nhún nhảy như một cái xe du lịch luôn anh em, rất là im đó. Nhưng mà độ im nhưng mà nó cổng tải không được tốt đó. Đầu cabin của nó mắt mèo, thiết kế cũng rất là sang trọng, rất là đẹp. Cái dòng K2007 có một điều lưu ý là nó từ đời của nó đó anh em, phải đời từ 2007 trở lên nó mới có dạng cabin dở lên nha. Còn từ 2007 trở xuống thì cabin nó cabin chết, không có lật cabin lên được. Đấy, đấy cái cụm đèn phía trước K2007 rất là đẹp, kiểu dạng mắt mèo đó nha, người ta hay gọi là Kia mắt mèo đó. Đó là cái điểm mà mình nói về cái con K2007 này. Đó. Tiếp đến là cái dòng K3000. K3000 này thì dạng cabin lật. Phía trước dùng phuộc và nhíp. Cổng tải rất là tuyệt vời, cabin rất là rộng rãi. To hơn cái dòng K2007 này, như anh em mới thấy cao hơn nè. Nhìn form thiết kế nó K3000 nhìn nó cao, to hơn K27, nhìn nó thấp và nó nhỏ hơn đó. Nhưng mà được cái K27 nó gọn hơn, thùng nó chỉ dao động từ 3m1 đến 3m2. K3000 thì nó dao động từ 3m đến 3m4. Còn mình nói về cái hàng H100 này, H100 cái dòng này thì nó có một cái nhược điểm đó, chính là nó cabin của nó là chết, nó không có lật giật, nó không có lật lên được. Đó, phía trước của nó thì dùng khuột mà nhíp, và tải trọng của nó thì cũng dao động từ 1 tấn 25 đổ về thôi, 1 tấn 1 tấn 25, và thùng nó cũng chỉ dao động từ 3m2 đổ về thôi. Nó giống K2007, thằng H100 này nó giống K2007 nhưng mà nó là của Hyundai, chạy cũng rất là khỏe, máy Hyundai chạy rất là mạnh luôn. Nhưng mà nó có một cái là nó cabin chết, khó về cũng phần sửa chữa đó. Nhưng mà được cái máy Hyundai rất là khỏe, phía trước cũng dùng phuộc và nhíp, cabin cũng rất là cao, rất là hố. Thùng nó thì dao động từ 3m2 đổ về, và nó cũng rất là gọn. Hyundai đầu mắt tròn nè, bọc trơ. Đó là ba cái mẫu xe tải cũ nhẹ từ 1 tấn đến 1 tấn 4 được ưa chuộng, được rất là ưa chuộng tại trong thị trường Việt Nam với cái dòng xe tải cũ đó. Thường mình thấy khách hàng người ta ưa chuộng nhất là cái dòng Kia K3000, tại vì nó được cái là cabin nó lật lên được, tiện cho sửa chữa, và phía trước nó dùng phuộc và nhíp, cổng tải rất là tuyệt vời, và đầu cabin cũng rất là hầm hố đó. Kia K3000, Kia K2007 và Hyundai H100 đó. Như anh em thấy, đó là mình nói lên sơ bộ về cái nhận định của mình về ba cái mẫu xe tải cũ được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, so sánh cho anh em sơ bộ để khi mình anh em đi mua xe tải cũ mình có thể lựa chọn tùy theo cái phân khúc và cái mục đích sử dụng xe tải của mình. Nếu anh em tìm những cái mẫu xe tải nhỏ gọn không cổng quá tải á, thì mình lựa chọn con K2007 hoặc là con Hyundai H100 đó, nó rất là tuyệt vời. Còn nếu anh em mà cần những cái xe mà to
cổng tải nhiều, cũng to to một tí và cổng tải nhiều đó, thì mình lựa chọn Kia K3000, cổng tải rất là tuyệt vời mà đầu cabin lật được, dễ sửa chữa đó, và cũng rất là hầm hầm hố. Và nói chung là K3000 tải của nó, cổng tải nhiều và hùng rất là to, 3m4 nha. Còn Kia 27 với Hyundai 100 thì nó nhỏ gọn đó, nhưng mà độ mạnh rồi độ bền thì Hyundai nó vẫn hơn Kia, tùy theo anh em muốn chọn cái dòng nào. Thì ba cái mẫu xe này thì giá cả nó cũng sẽ khác nhau. Mẫu mắc nhất là Kia K3000 lúc nào giá nó cũng cao hơn cùng đời nha, nên mình nói cùng đời thì Kia K3000 lúc nào nó cũng cao hơn cây K2007 và H100 đó. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video so sánh của mình về ba mẫu xe tải cũ đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em quý hàng trong các bạn trong những cái video so sánh tiếp theo của mình.